con cũng xin chân thành cảm ơn cha đã dành thời gian để đến với giáo xứ của chúng con trong những ngày vừa qua. Thì xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho cha cũng như bạn muốn làm sứ trên cha, rồi hy vọng những năm tới chúng con sẽ có dịp được đón cha về giáo xứ này để hỗ trợ chúng con. Và sau giờ đây xin cha ban phép lành cho chúng con. Vâng, lúc này nghe cha chuyện con đang một câu hỏi nữa cho dạ. Cái này chắc là bây giờ thì tôi không dám vòng lại, tôi không dám lạm dụng sự kiên nhẫn của bạn trên vòng yêu mến nữa. Cho nên nếu mình làm các câu hỏi thêm những điều này thì tôi sẽ trả lời liền nhất, này là tốt hơn. Thưa cha, lúc bên trong có đây con nói với anh chị em một cái lời Chúa là con được phép mang cho thánh giá của cha Sinos. Cái thánh giá này ngài đã cầm chân tay, ngài đã đi cầu nguyện, giảng dạy và chúc lành cho anh chị em đến hữu nhiều phép lạ đã xảy ra với thánh giá yêu thương của Chúa Giêsu và ngài cầm đến. Cho nên hôm nay đó là nhân dịp có dịp này thì còn xin Chúa chúc lành cho anh chị em trong cuộc đời chúng ta, những người đau bệnh, những người sầu buồn trong tâm hồn, trong gia đình, chúng ta nâng phần lên hôn thánh giá Chúa tôi và khi cầm được thánh giá trong tay của anh chị em biết là cha Silos Trần Cước sẽ cầu nguyện cho chúng ta để khi nào ông bà anh chị em lên đỉnh thánh đó được biết là chúng ta đã được tiếp cận với ngài một cách tin lên rất là gần của thánh giá ngài nhé. Xin mời bà anh chị em chúng ta. Chúng con xin người khen cha, chúng con xin tạ ơn ngài. Bây giờ và mai mai. Alleluia. Vì những hồng ân Chúa thương ban tràn lan, vì những kỳ công Chúa ra tay hoài, vì những tội ta Chúa vẫn thương tha thứ. Mãi ngàn sau Chúa vẫn yêu thương hoài. Chúng con xin ngợi khen cha, chúng con xin tạ ơn ngài. Bây giờ và mãi mãi, tình thương bao la. Chúa cùng anh chị em. Wow. Xin Thiên Chúa toàn năng và đầy tình yêu thương nhờ lời truyền cầu Đức Trinh Nữ Maria và nhờ lời cầu nguyện của Cha Thánh Trần Cước Francisco Xavier Silos. Xin Ngài xuống phúc lành cho anh chị em, tâm hồn, gia đình anh chị em và tất cả cộng đoàn chúng ta. Và xin phép lành của Ngài ở lại luôn mãi với chúng ta nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mời ông bạch xem chúng ta cùng tiến lên hôn Thánh Giá của Cha Silos. Thank you.